sáu la mã xin y nơi nhà phi thân lý a à, duyên khởi một xin y tự phi thân lý đức phật ở tại thành xá vệ khi ấy trong thành có gia chủ mặc áo tốt tin ưa phật pháp thường đến nghe pháp một hôm gia chủ kia mặc áo tốt hai lớp cùng với các vị khách đi ra khỏi thành viếng thăm đức thế tôn và các tỳ kheo. Đức Phật vì họ nói Pháp, chỉ dạy những điều lợi ích khiến họ vui mừng, rồi đảnh lễ từ biệt ra về, gặp Bạc Nang Đà. Bạc Nang Đà lại vì họ nói Pháp, đến lúc từ biệt, họ nói, Ngày mai, mời trưởng lão hạ cú dùng bữa cơm đạm bạc. Trả lời, tôi không thiếu ăn, mà khổ vì thiếu mặt. Ông có thể cho tôi chiếc áo đang mặc không? Gia chủ nói, sẽ cho, về nhà tính lại, không tiện cho liền được. Bạc Năng Đà nói, tôi nghe gia chủ ưa thích bố thí, vì sao đối với tôi chỉ có thờ ơ thôi? Lại nói, tôi nói Pháp là giúp mọi người có thể xa lìa sanh, lão, bệnh, tử, ưu bi khổ não, nên phế bỏ việc mưu sinh cho chính mình. Tại sao nay ông lại tiếc lẫn một chiếc áo ấy Lúc này gia chủ liền cởi áo cho rồi đi đến cửa thành. Người giữ cửa hỏi: "Vừa rồi ông mặc áo hai lớp đi ra mà bây giờ mặc áo mỏng trở về, vì cho người nữ hay là vì gặp giặc cướp đoạt?" Ông trưởng giả nói: "Tôi không cho người nữ, cũng không gặp giặc cướp mà bị Sa Môn thích tử cưỡng bức sinh." Người giữ cửa nói: "Ông đừng nói như vậy, tôi nghe Sa Môn thích tử ít muốn biết đủ." nếu ai cúng dường còn không bằng lòng nhận, tại sao hôm nay lại cưỡng xin vật người? Gia chủ kể lại sự việc như trên. Những người không tin ưa Phật Pháp, nghe liền lên tiếng tuyên bố. Gần đúng như cướp đoạt. Nếu ông gần gũi cũng sẽ lại quá quắc như vậy. Sa môn thích tử này thường khen sự bố thí, chê không cho mà lấy. Nhưng này cưỡng đoạt y vật của người thì đâu khác gì bọn cướp gia chủ về nhà người trong nhà hỏi cũng trả lời như trên các tỳ kheo trưởng lão nghe bằng mọi cách quở trách rồi dẫn đến chỗ đức phật đem sự việc bạch lên đức phật nhân việc này đức phật tập hợp tỳ kheo tăng hỏi bạc nang đà ngươi có thật vậy không thưa thật vậy bạch đức thế tôn đức phật bằng mọi cách quở trách rồi bảo các tỳ kheo vì mười điều lợi nên ta vì các tỳ kheo kết giới từ nay giới này nên nói như vậy tỳ kheo nào xin y tự cư sĩ hay vợ cư sĩ ni tác kỵ ba nhật đề bây giờ các tỳ kheo mặc y thô rách các thân quyến thấy nói tại sao mặc y rách này mà không đến con lấy đáp đức phật không cho phép chúng tôi đến cư sĩ hay vợ cư sĩ xin y nếu đem y cúng cho tăng tôi sẽ nhận từ tăng các thân quyến nói chính con muốn cúng cho thầy không muốn cúng cho tăng để người khác nhận các tỳ kheo nói nếu đức phật cho phép chúng tôi xin y từ cư sĩ hay vợ cư sĩ thân quyến thì cũng sẽ không mặc xấu rách thế này các thân quyến thưa chỉ có thân quyến với nhau mới biết những gì có thể cho và biết những gì có thể nhận mong đem việc này bạch lên đức phật các tỳ kheo liền đem sự việc bạch lên phật nhân việc này đức phật tập hợp tỳ kheo tăng bảo các tỳ kheo từ nay giới này nên nói như vậy tỳ kheo nào xin y tự cư sĩ hay vợ cư sĩ không phải thân quyến ni tác kỳ ba vật đề 2. Tỳ kheo bị cướp y Bây giờ có số đông tỳ kheo đi theo đoàn khách buôn, lạc đường gặp bọn cướp, trấn lột hết y, để thân trần truồng mà đến thành xá vệ. Người đi đường thấy, hỏi Ông là người nào? Trả lời Tôi là sa môn thích tử Lại hỏi Y bác của ông đâu? Trả lời bị bọn cướp cướp hết cả rồi khi đến kỳ hoàng các tỳ kheo hỏi cũng đáp như vậy lại hỏi nếu ông là tỳ kheo thì thọ giới bố tát tự tứ như thế nào đáp thọ giới bố tát tự tứ như vậy các tỳ kheo hỏi rồi vẫn không đưa y cho liền đến chỗ phật đức phật quở trách tại sao các ông đem thân trần truồng diễn kiến như lai hát không thể dùng lá cây hay cỏ để che thân được ư rồi bảo các tỳ kheo từ nay thân trần truồng đến trước như lai đột kiết la các tỳ kheo bạch phật ngài không cho phép chúng con xin y từ cư sĩ hay vợ cư sĩ chẳng phải thân quyến trong khi thân quyến của chúng con ở cách đây rất xa thì làm sao có y được đức phật hỏi các ông đã đến nơi chỗ tỳ kheo cựu trú chưa thưa chúng con đến rồi lại hỏi tại sao họ không đưa y cho các ông thưa các thầy ấy vừa thấy chúng con liền hỏi thọ giới bố tát tự tứ thế nào tuy chúng con trả lời như pháp nhưng không thấy đưa y cho đức phật chuyển lời quở trách các cửu trú tỳ kheo tại sao chính mắt trông thấy tỳ kheo thân trần truồng mà không xót thương Đối với tỳ kheo mất y, Ngài khen hạnh ít ham muốn, biết đủ, khen giới, khen người trì giới, rồi bảo các tỳ kheo. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng tỳ kheo nào, xin y tự cư sĩ hay vợ cư sĩ không phải thân quyến, trừ nhân duyên, đi tác kỳ ba vật đề. C thích từ nhân duyên y bị cướp y bị mất y bị cháy y bị nước cuốn trôi y bị rách đó gọi là nhân duyên nếu y bị đoạt cho đến y bị hư hoại vốn có y khác và có y để chỗ khác thì đều không được xin tỳ kheo ni cũng như vậy thức xoa mana sa di sa di ni đột kiết la bảy la mã nhận y quá phần a à, duyên khởi đức phật ở tại thành xá vệ khi ấy số đông thị kheo từ ấp ba lợi đến chỗ đức phật gặp bọn cướp cướp mất y cùng nhau bàn tuy đức phật cho phép trong năm nhân duyên được xin y từ cư sĩ hay vợ cư sĩ không phải thân quyến nay chúng ta không biết đến xin ai khi ấy nhóm sáu tỳ kheo nghĩ như vậy các tỳ kheo bị mất y này không biết xin từ ai ta nên vì họ xin nếu có dư thì ta sẽ lấy nghĩ rồi liền đem việc này nói với các tỳ kheo mất y các tỳ kheo mất y nói tốt lắm lúc ấy nhóm sáu tỳ kheo nói với cư sĩ hay vợ cư sĩ khắp trong thành rằng có các tỳ kheo từ ấp ba lợi đến muốn viếng thăm đức thế tôn gặp bọn cướp cướp mất y quý vị có thể cùng chia nhau cúng y cho họ các cư sĩ vợ cư sĩ nghe rồi mỗi người chia nhau cúng nên nhận được y phục khá nhiều mỗi vị đều đầy đủ các tỳ kheo mất y nói chúng tôi đủ rồi không cần xin nữa nhóm sáu tỳ kheo nói các thầy có nhân duyên xin y mà chúng tôi không được phép chúng tôi nhờ nhân duyên của quý thầy mới có lý do để xin. Các tỳ kheo mất y, nói, Tùy ý các trưởng lão. Lúc ấy, nhóm sáu tỳ kheo lại đi xin các nơi nữa, nhận được y rất nhiều. Bây giờ các cư sĩ hợp cùng nhau bàn. Tỳ kheo mất y không có bao nhiêu người, chúng ta nam nữ lớn nhỏ trong thành đều chia nhau cúng dường rồi. Như vậy là quá đủ, tại sao xin nữa? há không phải là muốn tích trữ để mua bán, đổi chát mà không tu phạm hạnh chăng? Lúc ấy, các tỳ kheo trưởng lão nghe bằng mọi cách quở trách, rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm sáu tỳ kheo. Các ông có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi, bảo các tỳ kheo vì mười điều lợi nên nay ta vì các tỳ kheo kết giới từ nay giới này nên nói như vậy b giới tướng tỳ kheo nào y bị cướp bị mất bị cháy bị trôi bị hư hoại mà xin y từ cư sĩ hay vợ cư sĩ không phải thân quyến nếu cư sĩ hay vợ cư sĩ muốn cúng nhiều y thì tỳ kheo này nên nhận hai y nếu nhận quá mức này ni tác kỳ ba vật đề tỳ kheo ni cũng như vậy ba chúng dưới đột kiết la tám la mã khuyên cư sĩ tăng giá y a à, duyên khởi đức phật ở tại thành xá vệ khi ấy bạc năng đà thường tới lui một nhà cư sĩ vì họ nói pháp và vì họ liệu lý các việc quan cùng tật bệnh có một tỳ kheo buổi sáng sớm khoác y bưng bát vào thành khất thực đến nhà này gặp hai vợ chồng kia đang cùng nhau bàn bạc năng đà đối với ta có ân nên dùng giá tiền y như vậy để may y cho thầy tỳ kheo kia khất thực trở về nói với bạc năng đà thầy có phước đức bạc năng đà hỏi có phước đức gì trả lời hôm nay tôi vừa khất thực đến nhà cư sĩ đó nghe vợ chồng họ bàn bạc năng đà đối với ta có ân nên dùng giá tiền y như vậy để sống y cho thầy nay thầy đến đó chắc được y không ngại sáng sớm đến giờ khất thực bạc năng đà khoác y bưng bát đến nhà kia cư sĩ liền ra đón chào bạc nang đà hỏi quý vị vì tôi dùng số tiền y như vậy để sắm y cho tôi phải không thưa đúng vậy bạc nang đà nói quý vị tự biết tôi không mặc y xấu nếu sắm y tốt thì tôi sẽ mặc tôi lúc nào cũng nhớ đến việc vì quý vị mà liệu lý mọi việc từ việc quan cho đến tật bệnh nếu y không tốt sẽ cho đệ tử hay đem cất trong rương như vậy vật này là đồ bỏ không có phước thí dụng sau đó cư sĩ kia nói với người xung quanh rằng thầy này không nhàm chán khó nuôi không biết đủ đã đòi gấp năm sáu lần hơn so với chỗ phát tâm của tôi mà vẫn không thỏa lòng trước đây lòng tốt có dư nhưng bây giờ thì bị bào mòn hết rồi nghiêng về không cúng lúc ấy các tỳ kheo trưởng lão nghe bằng mọi cách quở trách rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng hỏi Bạc Nang Đà. Ông có thật vậy không? Thưa thật vậy, Bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi bảo các tỳ kheo. Vì mưa điều lợi nên ta vì các tỳ kheo kết giới. Từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng tỳ kheo nào có cư sĩ hay vợ cư sĩ chẳng phải thân quyến cùng bạn nên dùng số tiền như vậy sắm y cho tỳ kheo có tên như vậy tỳ kheo này trước đó không được yêu cầu tùy ý bèn đến nhà cư sĩ vợ cư sĩ nói người vì tôi dùng số tiền như vậy sắm y phải không trả lời đúng như vậy liền nói lành thay cư sĩ vợ cư sĩ có thể sấm y như vậy cho tôi vì muốn đẹp ni tác kỳ ba vật đề c thích từ trước đó không được yêu cầu tùy ý nghĩa là trước không hỏi tỳ kheo muốn thứ y nào vì muốn đẹp tức là yêu cầu khiến may thật đẹp hơn đã hứa trước nếu đòi y tốt từ thân quyến đột kiết la tỳ kheo ni cũng như vậy ba chúng dưới đột kiết la bốn la mã khuyên hợp lại tăng giá y a à, duyên khởi khi đức phật ở tại nước xá vệ bạc năng đà lại thường lui tới các gia đình có vợ chồng kia cùng bàn với nhau chúng tôi mỗi người nên vì bạc năng đà dùng số tiền y như vậy để sắm y cho bạc năng đà tỳ kheo khất thực nghe về nói lại bạn năng đà liền đến hỏi cư sĩ vợ cư sĩ rằng tôi có nghe quý vị mỗi người vì tôi dùng số tiền như vậy để sắm y cho tôi thật vậy phải không thưa đúng vậy bạc năng đà nói có thể hợp lại may một y hết sức tốt nếu thật tốt thì tôi sẽ mặc và thường nhớ đến quý vị nếu không tốt thì sẽ cất trong rương như vậy vật này sẽ là đồ bỏ không có phước thí dụng khi ấy cư sĩ vợ cư sĩ liền nổi cực giận nói thầy này không biết nhàm chán khó nuôi khó biết đủ tuy yêu cầu hợp lại thành một y nhưng so với chỗ hứa phát tâm của chúng tôi lại gấp năm sáu lần còn không thỏa lòng người ác như vậy không đủ để tồn tại từ nay không cho phép lai vãng đến nữa Bây giờ các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đến chỗ Đức Phật đem sự việc bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng khỏi bạc nang đà. Ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi bảo các tỳ kheo. Vì mưa điều lợi, nên nay ta vì các tỳ kheo kết giới từ nay giới này nên nói như vậy b giới tướng tỳ kheo nào nếu có cư sĩ vợ cư sĩ không phải thân quyến cùng nhau bàn mỗi người chúng ta sẽ dùng số tiền y như vậy sắm y cho tỳ kheo có tên như vậy tỳ kheo này trước đó không được yêu cầu tùy ý liền đến hỏi cư sĩ vợ cư sĩ rằng Quý vị vì tôi dùng số tiền y như vậy, sắm y phải không? Trả lời, đúng như vậy. liền nói, lành thay, cư sĩ, vợ cư sĩ có thể hợp lại sắm một y cho tôi vì muốn đẹp. Ni tác kỵ ba vật đề. Tỳ kheo ni cũng như vậy, ba chúng dưới đột kiết la. Mười la mã yêu sách giá y quá hạn a à, duyên khởi đức phật ở tại thành vương xá khi ấy đại thần thành vương xá nói với người hầu rằng ngươi đến chỗ bạc năng đà nhân danh ta đảnh lễ thăm hỏi và đem số tiền y này cúng cho thầy sứ giả phân lệnh đến chỗ bạc năng đà nói đại thần tên đó thăm hỏi sức khỏe và sai tôi đem số tiền y này cúng cho đại đức xin đại đức nhận cho bạc năng đà nói tôi không được phép nhận số tiền y này nếu được tịnh y thì sẽ nhận thọ trì sứ giả hỏi đại đức có người chấp sự hay không bạc năng đà liền chỉ chỗ người chấp sự sứ giả liền đến chỗ người chấp sự nói đại thần tên đó sai tôi đem số tiền y này cúng cho ngài bạc năng đà ông có thể nhận giùm khi nào bạc năng đà đến lấy thì đưa sứ giả đã đưa rồi trở lại chỗ bạc năng đà bạch đại đức chỉ chỗ người chấp sự tôi đã đưa rồi đại đức cần y thì có thể đến lấy bạch xong liền trở về sau đó đại thần lại sai người thân tín đến hỏi bạc năng đà Gần đây tôi có sai sứ đem số tiền sắm y đến gửi nơi người chấp sự. Đại Đức đã mặc y này chưa? Bạc Năng Đà nói, tôi chưa lấy mặt. Người kia trở về thưa lại như vậy. Đại thần nghĩ như vậy. Ta đã sắm y lâu rồi mà vẫn chưa lấy. Chắc coi nhẹ y của ta, cho nên đưa đến như vậy. Liền lại sai thân tính đến nói với Bạc Năng Đà. Tôi cúng y lâu rồi, vì sao không mặc? Nếu không cần thì trả lại cho tôi. Bạc Nang Đà trả lời, tôi rất cần. Rồi liền đến chỗ người chấp sự ở, nhưng không đúng lúc, nói, nay tôi cần y, có thể cho nhận. Người chấp sự thưa, xin ngài chờ một chút, hôm nay chúng tôi có cuộc họp, tôi phải đến đó, nếu không đến kịp giờ sẽ bị phạt 500 tiền vàng bạc năng đà nói ông thường tin ưa siêng năng đối với pháp duyên tại sao hôm nay bỗng coi trọng việc thế tục người chấp sự nghe nói vậy liền nghĩ như vậy dù khiến bị họ phạt vẫn phải giao y sau đó mới đi người chấp sự liền sửa soạn y để giao khi hoàn tất công việc may rồi nên buộc đến trễ mọi người hỏi tại sao người đến trễ trả lời bạc năng đà đòi y phải lo liệu để giao do đó nên mới vậy mọi người đều nói vì một tỳ kheo mà xem nhẹ quy chế của nhiều người theo lý không thể tha thứ liền bị phạt sau khi người đó bị phạt bèn nổi giận nói sa môn thích tử tự nói có đạo lý làm lợi ích cho mọi vật mà nay ngược lại khiến cho tôi bị phạt Người không tin ưa Phật Pháp cùng nhau nói rằng Ông tin kính sa môn để rồi đưa đến bị phạt nặng vậy Nếu còn gần gũi sẽ bị nặng hơn nữa Tiếng xấu ác đồn khắp cả thành xá vệ Các tỳ kheo trưởng lão nghe Bằng mọi cách quở trách Rồi dẫn đến chỗ Đức Phật trình bày sự việc lên ngài Nhân việc này Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng Hỏi bạc năng đà Ông có thật vậy không? Thưa, thật vậy bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi bảo các tỳ kheo: "Vì mười điều lợi, nên nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy." B. Giới tướng. Tỳ kheo nào, hoặc vua hay đại thần, bà la môn, cư sĩ vì Tỳ kheo nên sai sứ mang tiền sắm y đến chỗ Tỳ kheo, nói: Đại đức, vua, đại thần, bà la môn, cư sĩ kia đưa tiền sắm y này, đại đức nhận cho. Tỳ kheo này nói: Tôi không được phép nhận tiền sắm y, nếu được y thanh tịnh thì sẽ thọ trì. Sứ hỏi: Đại đức có người chấp sự hay không? Tỳ kheo liền chỉ chỗ người chấp sự người sứ liền đến chỗ người chấp sự nói vua đại thần tên đưa tiền sống y này đến cho tỳ kheo tên ông vì tỳ kheo cất cho khi tỳ kheo cần lấy thì đưa người sứ đưa rồi trở lại chỗ tỳ kheo nói đại đức chỉ chỗ người chấp sự tôi đã đưa tiền cho họ rồi khi nào đại đức cần y cứ đến lấy tỳ kheo ấy hai lần ba lần đến chỗ người chấp sự nói Tôi cần y, tôi cần y. Nếu được thì tốt, nếu không được thì bốn lần, năm lần, sáu lần đến trước người chấp sự đứng im lặng. Nhận được thì tốt, nếu cần cầu quá giới hạn đó, được y, ni tác kỵ ba vật đề. Nếu không được y, thì chính mình hoặc sai người tin cậy đến chỗ người xứ, nói Ông đã vì tỳ kheo có tên, sai người mang tiền sắm y đến. Cuối cùng tỳ kheo này không nhận được y, ông nên đến lấy lại, đừng để mất. Sự việc đó phải như vậy. Tỳ kheo đi cũng như vậy. Ba chúng dưới đột kiết là. 11 La Mã Xin tơ sợi để dệt y. A. À, duyên khởi Đức Phật ở tại thành xá vệ. Bây giờ, chúng tăng nhận được nhiều tơ sợi cúng dường, liền cùng phân chia. Các tỳ kheo dùng tơ để may tăng già lê, ưu đa la tăng, an đà hội và tất cả các y khác. Lại làm dây lưng, dây ngồi thiền cho đến dây cột cửa mà vẫn không hết. Khi ấy, nhóm sáu tỳ kheo liền thuê thợ dệt, dệt là một y, tơ sợi vẫn còn dư lại thuê dệt thành chiếu, nhưng vì ít không đủ, bèn đi xin thêm. Trưởng giả, cư sĩ tất cả đều cho. Bây giờ, nhóm sáu tỳ kheo lại nghĩ như vậy. Ta đặng thiện lợi, từ nay thường xuyên ta chỉ làm việc này. Liền xin nhiều tơ sợi, thuê tất cả thợ dệt để dệt. Khi ấy, có cư sĩ đến thuê một thợ dệt, dệt y. Thợ dệt nói, tôi đã hứa với tỳ kheo rồi, nên không dệt được nữa đi khắp mọi nơi đều cũng như vậy lúc này cư sĩ nổi giận mắng sa môn thích tử thiểu dục tri túc mà nay lại thuê khắp tất cả thời dệt không biết chán đủ cùng người tham ở đời nào có khác gì đâu không hạnh sa môn phá pháp sa môn các tỳ kheo trưởng lão nghe bằng mọi cách quở trách đem sự việc bạch lên phật nhân việc này đức phật tập hợp tỳ kheo tăng khỏi nhóm sáu tỳ kheo các ông có thật vậy không thưa thật vậy bạch thế tôn đức phật bằng mọi cách quở trách rồi bảo các tỳ kheo vì mưa điều lợi nên nay ta vì các tỳ kheo kết giới từ nay giới này nên nói như vậy b giới tướng tỳ kheo nào tự mình đi xin tơ sợi rồi thuê thợ dệt dệt thành y ni tác kỳ ba vật đề tỳ kheo ni cũng như vậy ba chúng dưới đột kiết la mười hai la mã chỉ dẫn thợ dệt a à, duyên khởi đức phật ở tại thành xá vệ khi ấy bạc nang đà thường lui tới nhà một khách buôn nói pháp chữa bệnh người khách buôn nói với vợ bạc nang đà có ân đối với chúng ta có thể dùng số tơ sợi này thuê thợ dệt thành y khi tôi trở về sẽ cúng sau khi người chồng đi người vợ liền đem tơ sợi đến chỗ thợ dệt thuê dệt thành y và nói tính toán cho đủ đừng để dư hay thiếu bạc năng đà nghe liền đến nhà kia người vợ ra đón chào thăm hỏi và thưa chồng con bảo con dệt y cho đại đức con đã thuê thợ dệt đang dệt bạc năng đà hỏi thuê ai dệt thưa thợ tên đó bạc năng đà liền đến chỗ thợ dệt nói ông biết chăng y này họ dệt cho tôi ông dệt tốt cho tỉ mỉ rộng tôi sẽ trả ơn ông ít nhiều người thợ dệt nói bà kia bảo tôi tính toán cho đủ theo kiểu đó nay tôi phải làm sao dệt cho tỉ mỉ rộng được bạc năng đà nói chỉ cần dệt cho tốt nếu chỉ sợi không đủ thì đem ý tôi yêu sách tự khắc bà ta sẽ đưa cho ông người thợ dệt theo lời dệt hết chỉ đến đòi thêm bà vợ khách buôn nói Trước đây tôi đã bảo ông tính toán cho đủ, tại sao nay lại đòi thêm? Người thợ dệt đem sự việc trên kể lại trả lời. Người vợ bèn lại đưa thêm. Khi người khách buôn trở về, hỏi vợ. Trước đây tôi đã bảo bà vì bạc năng đại dệt y đã dệt chưa? Trả lời. Xong rồi. Người chồng nói. Có thể lấy ra cho tôi xem. Người vợ liền lấy cho chồng xem, người chồng thấy chiếc y tỉ mỉ tốt hỏi dự dùng tơ sợi ít sao lại được như vậy trả lời bạc năng đà đến lấy thêm cho nên được thế này người khách buôn liền nổi giận mắng bạc năng đà khó nuôi khó biết đủ không biết chán đủ theo bổn ý của ta thì y này bằng hai lần hơn trước kia tuy là có ân nhưng nay thì hết rồi ông ta bèn không cúng y nữa tiếng xấu như vậy đồn khắp gần xa các tỳ kheo trưởng lão nghe bằng mọi cách quở trách rồi đưa đến chỗ phật đem sự việc bạch lên ngài nhân việc này đức phật tập hợp tỳ kheo tăng hỏi bạc Nan đà ngươi có thật vậy không thưa thật vậy bạch đức thế tôn đức phật bằng mọi cách quở trách rồi bảo các tỳ kheo vì mười điều lợi nên nay ta vì các tỳ kheo kết giới từ nay giới này nên nói như vậy b giới tướng tỳ kheo nào nếu có cư sĩ vợ cư sĩ khiến thợ dệt vì tỳ kheo dệt làm y trước đó tỳ kheo này không được yêu cầu tùy ý bèn đến chỗ thợ dệt bảo ông biết không y này dệt cho tôi ông vị tôi dệt cho tốt, khiến cho thật tỉ mỉ, trọng. Tôi sẽ đền ơn riêng cho ông. Sau đó dù bằng một bữa ăn hay chỉ đáng giá một bữa ăn, nhận được y, ni tác kỵ ba vật đề. tỳ kheo ni cũng như vậy, ba chúng dưới đột kiết la.